vận sự nghiệp 12 con giáp 2024 tuổi nào thăng hoa? Theo dự đoán năm 2024, công việc của người tuổi Tý rất tốt, sẽ có những tiến bộ lớn. Do có thái tuế soi chiếu, được lãnh đạo nâng đỡ mà có cơ hội tăng chức, tăng lương. Nhưng bên cạnh đó cần chú ý tới các mối quan hệ xã hội, đề phòng tiểu nhân ghen tị. Năm 2024 là năm sẽ có nhiều biến động trong công việc của con giáp tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của năm sinh mà con giáp này sẽ gặp một số thách thức và khó khăn. Trong năm này, người tuổi Sửu cần nỗ lực để đảm bảo sự cạnh tranh trong công việc. Năm 2024, công việc của người tuổi Dần ổn định. Con giáp này sẽ không có quá nhiều tin vui bất ngờ trong năm 2024, nhưng cũng sẽ không gặp những vấn đề quá khó khăn. Đặc biệt trong năm 2024, người tuổi Dần có thể bỏ tiền ra đầu tư. Năm 2024, công việc của người tuổi Mão vô cùng suôn sẻ. Con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên nên công việc thuận lợi, hầu như không có trở ngại nào. Dù là con giáp tài năng, năng lực xuất chúng nhưng do năm 2024 là năm tuổi nên người tuổi Thìn gặp rất nhiều khó khăn, biến động trong công việc, khó lòng hoàn thành được mục tiêu đề ra. Năm 2024 là năm vừa có cơ hội lại vừa gặp thách thức của người tuổi Tỵ. Con giáp này sẽ có những lúc rơi vào bế tắc, cần sự nỗ lực đột phá nhưng lại có những lúc do có cát tinh soi chiếu mà được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Năm 2024, công việc của người tuổi Ngọ tương đối lý tưởng. Cát tinh soi chiếu, sự nghiệp sẽ có sự đột phá, công việc thuận lợi, suôn sẻ, thu về kết quả tốt đẹp. Năm 2024 là thời điểm đón nhận không ít cơ hội công việc của người tuổi Mùi, chỉ cần không bỏ lỡ sẽ có sự phát triển huy hoàng. Năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Thân hanh thông. Với năng lực xuất chúng, tin rằng năm 2024 con giáp này sẽ tạo được nhiều đột phá cũng như tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Năm 2024, do bước vào cục diện Thìn Dậu lục hợp nên vừa có tuế hợp lại có cát tinh Nguyệt Đức xuất hiện trong cung mệnh nên làm đâu thắng đó, làm gì cũng kiếm được tiền bạc. Năm 2024, vận thế của người tuổi Tuất tương đối tốt đẹp, đặc biệt là về công việc, chỉ cần biết nắm bắt được thời cơ con giáp này sẽ tỏa sáng mạnh mẽ và gặt hái không ít thành công. Năm 2024, cát tinh soi chiếu người tuổi Hợi sẽ có quý nhân nâng đỡ, dìu dắt trong công việc nên có thể gặp hung hóa cát, thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.